Rồi ok các bạn nhá. Thì cái video của hôm trước thì mình đã từng review cho các bạn về hai khẩu này rồi. Nhưng mà sức mạnh của nó chưa đã mọi người ạ. Nói chung là chưa quá mạnh mọi người nhá. Và thêm một cái trường hợp nữa là hay bị kẹt bi. Vậy nên là hôm nay mình sẽ bỏ qua hai cái này các bạn nhá. Rồi để chơi cho nó đã thì hiện tại ở đây mình đã đặt được một hộp bên trong bao gồm các cái sản phẩm mới nhất, hot nhất, xịn nhất mọi người ạ. Thì xem sức mạnh của nó như thế nào, hình dạng ra sao thì các bạn nhớ theo dõi cái video này nhá. Và đừng quên cho mình một đăng ký kênh này, like này và bình luận các cái sản phẩm mà các bạn muốn mình review tiếp theo mọi người nhá. Đây là những món đồ chơi tuổi thơ, mình sẽ ôn lại kỷ niệm tuổi thơ vào những mùa hè, những dịp Tết cho các bạn. Vậy nên các bạn hãy ủng hộ mình nhá. Bây giờ mình cùng các bạn xem thử bên trong là những món đồ chơi gì và hiện tại sức mạnh và hình dáng nó ra sao nhá. Ok. Hai cái khẩu này thì tuy là đẹp đó, nhưng mà thực chất là cái sức mạnh của nó vẫn chưa đủ các bạn ạ. Nó chưa đạt so với mình, vậy nên là mình đã đặt ở đây này. Đó, một hộp đồ chơi bên trong là sẽ bao gồm. Wow, phải nói là mới mở hộp thôi mà đã ngửi được những cái sản phẩm nó xịn sò rồi mọi người ạ. Đầu tiên ở trên cùng này sẽ có một cái khẩu ngắn này này. Nói chung là những cái khẩu súng thì mình không biết tên đâu mọi người ơi. Mình ít khi chơi những cái tựa game bắn súng cho nên là mình không biết nhiều về các cái tựa game cũng như loại súng như thế này. Bạn nào biết thì để lại bình luận cho mình nhá. Đây là mình gọi là khẩu thứ nhất đi. Bạn nào biết khẩu thứ nhất này tên gì thì có thể để lại bình luận và để cho mình biết nhá mọi người. Bên trong này nó sẽ tặng kèm là một cái nòng giảm thanh. Wow, cái nòng này nhìn giống bực sắt nhỉ, nhưng không phải bực sắt đâu. Bên trong nữa sẽ là hai túi bi. Và cuối cùng sẽ là một cái ống nhắm laser mọi người ạ. Có laser này, đó. Ok không? Nhìn cũng xịn sò phết nha. Bây giờ mình sẽ lắp vào nha. Đầu tiên sẽ là lắp vào cái nòng giảm thanh. Wow, nhìn thì giống như kim loại đúng không mọi người ạ? Xịn sò phết nha. Đó. Sau đó là ngắm laser. Xịn sò. Rồi, với cái khẩu này thì kích thước của nó cũng khá là ngắn mọi người ơi. Không dài đâu. 2, 4, 45, 50 gì đó, 50 phân thôi. Sau một khẩu thứ nhất nhá. Bên trong này thì mình thấy còn có hai khẩu này khá là bự này. Bây giờ mình sẽ để ra đây đã mọi người nhé. Đó, vứt cái thùng này đi. Đó, các bạn thấy chưa, hai khẩu này cực kỳ vip luôn. Hai khẩu này là hai khẩu mình tâm đắc nhất, ok nhất. Thì bây giờ mình cũng phải sẽ xem thử là hai khẩu này thì liệu nó có gì đặc biệt cũng như là hay ho không nhá. Bóc ngay mọi người ạ, cái này là bóc ngay cho nó nóng luôn. Mình rất là thèm lắm rồi, mình muốn xem thử là bên trong khẩu này là có những gì đấy. Đó. Ui, khẩu này mình tạm thời gọi là khẩu thứ hai. Bạn nào biết là khẩu này là khẩu gì thì nhớ để lại bình luận nhé. Mình cũng chưa biết tên cũng như là không biết nhiều về các cái loại này cho nên là các bạn thông cảm. Ai, nhưng mà mình thấy là bên trong này nó sẽ tặng kèm cho các bạn một cái khẩu nhỏ này nữa này. Đó, M1911 đúng không? Khẩu này khẩu nhỏ nữa này. Hay nhờ, mua một tặng một nhờ. Một số cái linh kiện phụ kiện này, laser này, chân này, cái này là cái gì nữa nhỉ? Rồi hai túi bi, ba túi bi mọi người ạ. Khẩu này là ba túi bi. Một cái băng cuốn này, băng cuốn ngụy trang. Cái này hồi trưa mình review ná rất là nhiều này. Bên trong vẫn rất là nhiều linh kiện nhỏ nhắn xinh xắn nữa. Ui, lại được thêm một cái túi bi nữa này. Được hai bịch bi lớn luôn. Rồi, và đây là toàn bộ những cái phụ kiện của cái khẩu này mọi người nhá. Khẩu thứ hai, bạn nào biết tên về khẩu này thì nhớ để lại bình luận nhá. Bây giờ sẽ lắp vào nào. Cái này nó còn bọc kỹ nữa này. Sộp ok đấy nhở. Ây da, tưởng là thế nào, lắp đơn giản lắm mọi người ơi. Đầu tiên là các bạn phải đút nó vào đây. Đấy. Ở đây là nó có một cái khựng ở đây mọi người này. Đấy, xong nhá. À, bây giờ sẽ có một cái này nhằm trọng thanh. Cái này thích kỳ lắc cũng thích kỳ thôi. Đó, ok chưa. À, ở đây là sẽ có một cái ngắm. Ui, cái ngắm này là ngắm kính mọi người ạ. Ngắm kính này, không phải giả đâu, mình cứ nghĩ là nó giả cơ. Đó, vặn cái này lại. Để cố định nó lại nha mọi người. Ok chưa các bạn, chị trò chưa. Tiếp đến là những cái nhỏ nhắn này nữa này. Cái này mình nghĩ là những cái đầu ruồi, những cái phần ngắm ấy mọi người ạ. Thế này à. Ok phết. Rồi, tiếp theo là những cái phụ kiện của nó. Ồ, một cái băng đạn xịn sò chưa. Đó. Sẽ là cái chân trống này. Ồ. Cái này cũng xịn sò, vặn vào để cho nó cố định lại. Hai cái lò xo độc lập luôn, không liên quan ảnh hưởng gì đến nhau. Ghép vào. Ok. Vẫn có thêm hỗ trợ một cái phần laser. Các bạn cho laser vào đây. Cái này thì không có vặn chặt. Rồi, thế là mình đã lắp ráp xong về khẩu thứ hai mọi người nhá. Chỉ cho chưa? Khá là bự mọi người ạ. Khẩu này thì mình nghĩ đâu đấy phải 50 mấy cm đấy, gần 60 đấy. Và đây là tổng quan hình dạng cũng như là body của cái khẩu thứ hai mọi người nhá. Tạm thời chưa biết tên. Bạn nào biết thì để lại bình luận giúp mình. Rất là hàm hố, rất là chỉnh sò, đặc biệt là cái ống ngắm này này.
Đấy các bạn nhìn thấy không? Điều chỉnh kích thước, kích cỡ các kiểu, nhìn xịn sò phết mọi người ạ. Cái khẩu này là khẩu đáng chơi nhất này. Còn khẩu kia thì lát nữa mình sẽ cho các bạn xem luôn. À, đặc biệt là sẽ được tặng kèm thêm một cái khẩu nhỏ này. Test sức mạnh lát nữa mình sẽ test mọi người nhá. Và đây là khẩu cuối cùng, hay còn gọi là khẩu thứ ba. Bạn nào biết tên để lại bình luận nhá. Để tiếp tục bóc ra. Xé thế này cho nó nhanh mọi người ạ. Khẩu này mình thấy cũng khá là bự mọi người nhá. Được phụ kiện này bao gồm là một cái ống ngắm này, khá là dài, khá là bự luôn. Tiếp theo nữa là một cái nòng này. Uầy, cái này cầm đi pha nhau được ấy nhỉ. Ở đây là một hộp đạn nhá. Khẩu này vẫn được tặng kèm ở đây là một cái băng cuốn ngụy trang. Hai bịch đạn lớn này, bắn thoải mái luôn. Cái này chơi tết tết tây. Và đây sẽ là phần body chính của cái khẩu này. Khẩu này cũng xịn sò, cũng đẹp đấy nhờ. Không biết là khẩu tên gì ta. À, và đặc biệt vẫn được tặng kèm thêm một khẩu nhỏ nữa nhá. Khẩu này nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Những bạn nào tay nhỏ như giống như tay mình thì thoải mái luôn. Đó, và đây là tổng quan về cái khẩu này. Được tặng kèm khá là nhiều phụ kiện cũng như là linh kiện nhỏ nhắn luôn mọi người nhá. Bây giờ sẽ tiếp tục với phần lắp ráp mọi người ạ. Đầu tiên về body của cái khẩu này các bạn thể xem này. Tất nhiên là với cái giá này thì mình nghĩ tất cả là bằng nhựa đấy mọi người. Lắp cái nòng này vào. Này lắp vào như thế này được không ta? Rồi, đúng rồi. Chính xác. Còn bẻ ngang, bẻ trái, bẻ phải như thế nào thì tùy mình. Ồ, cái ống ngắm này. Đó, cái này các bạn muốn riết. À, không riết được, không riết được mọi người ạ. Bắn thế này à? Ôi, mình thấy cái lò xo của nó khá là mạnh mọi người nhá. Lát nữa sẽ test sức mạnh sau. Về cái hộp tiếp đạn này. Trời, xịn sò. Vẫn được tặng hai bịch bi lớn này. Và một cái băng ngụy trang. Cái này thì bạn nào thích thì các bạn có thể tự cuốn vào cho nó đẹp nhá. Nhưng mà mình thì mình không thích cuốn cái này. Cuốn cái này vào thì mất chất cái hình ảnh của cái khẩu này đi. Bây giờ mình sẽ thử xem thêm một cái khẩu này nữa. Khẩu này hình như là cái video trước kia mình có review rồi này. Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Những cái khẩu này rồi thì các bạn chơi được, chơi ok. Còn những khẩu lớn này bạn nào thích sưu tầm này hay là thích để trang trí vào phòng ấy, mình nghĩ ok. Tổng quan về ba khẩu trong cái video của ngày hôm nay các bạn nhá. Khẩu thứ nhất, khẩu thứ hai và khẩu thứ ba. Những khẩu này bạn nào biết tên chính xác của nó thì hãy để lại bình luận cũng như là cho mình ý kiến về những khẩu này các bạn nhá. Hình dáng thì màu sắc, kích cỡ thì mình thấy ok và đẹp rồi. Sức mạnh như thế nào thì bây giờ mình cùng các bạn sẽ test thì để mới biết được cũng như là phân biệt nha mọi người. Đầu tiên là khẩu thứ nhất các bạn nhá, khẩu mini nhỏ nhất. Mình sẽ bỏ đạn vào đây này. Đó, khẩu này hơi tèm, mình không thích cái khẩu này. Và khẩu này để bắn được á thì các bạn phải giữ đây này, nhấn vào bỏ chuồng giống như shotgun đấy mọi người ạ. Rồi ok, lấy đạn rồi, bắn nhá. Đây, pha đầu tiên nhá. Ồ, cũng được các bạn ạ, cũng được. Đây, thêm một lon nữa nào. Mỗi lần bắn là phải như thế này này. À, không chưa được rồi. Rồi, chừng nào nó lấy đạn được ấy. Trúng như không đố các bạn ạ. Trúng nhưng mà nó không đủ. Cái cuối cùng nhá. Trúng luôn. Đấy, cũng được. Nhưng mà theo như mình thấy thì sức mạnh của nó khá là yếu nhá. Bây giờ sẽ là khẩu thứ hai. Khẩu thứ hai này mình sẽ hy vọng nhiều hơn. Thì mình cũng hy vọng là nó sẽ ok nhất nhá. Khẩu này thì cho đạn vào đây. Có bao nhiêu các bạn cứ cho tất vào đây. Nó sẽ là một cái hộp tiếp đạn luôn mọi người ạ. Đồng thời nó sẽ dự trữ luôn. Đây này, thấy không? Cho vào đây. Đó, đóng lại. Mỗi lần bắn thì các bạn chỉ cần kéo cái này xuống thôi. Cho vào đây. Và xong nhá. Đó, thấy không? Một phát nó đầy luôn. Ok phết mọi người nhỉ. À, bây giờ bật cái này. Ủa, alo. Rồi, bây giờ mình sẽ test về sức mạnh khẩu thứ hai. Kéo rất là dễ mọi người ạ. Một lon đầu tiên nhá, khá là mạnh các bạn nhá. Mình nghe cái tiếng đổ của nó rất là mạnh luôn. Thứ hai, lon thứ hai thì bị xích xích ra phía sau chứ không đổ mọi người ạ. Rồi, đổ 3 lon, đây cái khẩu số 2 các bạn nhá. Khá là mạnh. Rồi, bây giờ sẽ là khẩu cuối cùng, khẩu thứ 3. Khẩu thứ 3 thì sẽ bỏ đạn vào kiểu này mọi người nhá. Đó, một băng đạn của nó chỉ chừng này thôi. Sau đó thì các bạn lắp vào. Xịn sò chưa? Với khẩu này thì nó sẽ kéo ở đây mọi người này. Lên đạn ở đây này.
Đây, sức mạnh của nó này. Trời ơi, chấn động hai cái các bạn ạ, mạnh khiếp. Trúng luôn nhá, nhưng mà chưa đủ. Khẩu ngoài cùng này, nghe in tai luôn nhá. À, giật đủ này. Đấy, lon kia đổ luôn nốt nhá. Rồi, thế là đã đủ 3 lon với cái khẩu thứ 3. Bây giờ mình sẽ đánh giá tổng quan về 3 khẩu này nhá. Đây này, mình sẽ thử bắn đạn dưới đất xem thử nó vỡ không. Trời ơi, đây đây, quay sát cho các bạn xem. Không những vỡ mà nó còn vỡ vụn các bạn nhá. Vỡ vụn này, bây giờ mình sẽ thêm cho các bạn một viên nữa nhá. Đó, các bạn thấy không? Vỡ vụn chưa? Bây giờ mình sẽ test sức mạnh bằng cách là bắn trốn đất của khẩu thứ 2 này. Rồi, cũng vỡ các bạn ạ, nhưng mà vỡ không vụn bằng khẩu kia. Đấy, không vỡ vụn như khẩu kia mọi người nhé. Rồi, nó chỉ vỡ như thế này thôi, còn khẩu kia các bạn này. Khẩu kia này, nó vỡ vụn như thế này mà. Rồi, và một kết luận cuối cùng sau khi mình test sức mạnh thì khẩu thứ nhất này không phải nói các bạn nhé. Vì khẩu này là khẩu dạng mini, nó chỉ bắn được thôi, chứ không mạnh, không chuẩn luôn. Rồi đến tiếp theo là khẩu thứ hai. Khẩu thứ hai là khẩu hàm hố này này. Với khẩu hàm hố này thì ngoại hình nó khá là đẹp, bắt mắt. Nhưng mà về cái độ sức mạnh của nó thì như các bạn hồi thấy hồi nãy đấy, không được mạnh bằng so với cái mảnh cái khẩu thứ nhất này các bạn nhé. À, khẩu thứ ba, khẩu này là khẩu thứ ba. Khẩu thứ ba nó sẽ mạnh hơn và chuẩn hơn. Còn khẩu này thì do có cái nòng này ấy, đấy các bạn thấy ấy, thì nó sẽ không được chuẩn hơn cũng như không được mạnh hơn. Nếu như là mình sẽ lựa chọn khẩu này. Nhưng mà cái ống ngắm của khẩu này thì nó lại xịn sò hơn. Đấy, ống ngắm bằng kính luôn. Rồi, nếu như là các bạn sẽ chọn khẩu nào, nhớ để lại bình luận nhé.